Xin chào mọi người, mời mọi người ăn xoài chấm với lại muối tôm với muối hảo hảo nha. Mời mọi người. Chấm hai loại luôn. Chấm muối tôm thì cay, còn chấm muối hảo hảo nó không có cay. Cái xoài này nó chua ít lắm mọi người. Giống giống như xoài keo vậy đó. Không có chua nhiều. Ngon. Bữa nay mình ăn xài chữ cơm nha. Nó không có chua nhiều quá cho nên mình ăn nó không có ngán. Cái này là hảo gọt một trái nha. Quá lạ. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem nha. Hỏi chào tạm biệt. Bye bye.